đây, đây là nhà của mình. Nơi này có một cái giường nữa ở bên dưới. Mà bây giờ mình đã thua rồi. Thôi thôi thôi, phát ra game chơi vào lại. Mình thích cái game này. Mình sẽ chắc là mình phải vô vào lại rồi. Mấy game này hơi lắc. Mình cũng thích mấy game solo lắm. Hay mà, nó cũng hay mà. Thôi lại chơi lại game solo với các bạn nhé. Các bạn muốn chơi thì nói cho mình biết. Các bạn muốn chơi game gì cứ nói cho mình biết. Chạy solo này. Hehe, solo. You lock that. Cái bọn này nhiều tiền ấy. À, thì chị xem mình có bị mất máu không. Cờ của mình đâu? Lại cờ trắng mình ghét lắm à. Thôi tranh thủ mở dương. Hôm nay số may hơn. Hôm nay số của mình nó may hơn. May quá, hôm nay số của mình nó may hơn nhiều. Ê, số ngày may hơn à. Nhưng bộ giáp sắt mình thích nhất này. Bộ da TNT luôn. Mình chi một cái đồ tầm thường. Mặc giáp ấy. Chắc bọn nó không biết mình ở đây đâu. Chưa biết đặt blog để thế nào bây giờ các bạn ơi, sợ quá. Nhìn vừa mới nhìn cái kia tôi phải thấm mệt rồi. Hãy chọn TNT sang đó. Chẳng nổ ra cái gì. Ê, chờ chúng mày đánh xong. Ừ, chắc là mình không phải đặt bờ lốc. Ôi, khó đặt quá. Trời ơi. Thì ra đặt bờ lốc kiểu này được rồi. Mà thế mà mình không nghĩ gì. Đánh nhau. What the. Ôi dồi ôi. May. Ê. Ê. Chúng ta. Ủa. Chúng này may lắm. Ủa. Chạy 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 chạy. Ủa. 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 Oh no. No 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 no. Game up. May. May. May đứng nhất. Tao cũng đã đứng nhất. Ê. Quá đi. Bớt 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 bớt. Quá các bạn ơi, cứ mình đi nào. Ui rồi ôi, ôi dùng nước này ngâm người cho nó mát. 7, 6, 15, 14, 15, 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
está bueno, claro. Pero bueno, vamos a ver la que estamos. Cuente bien en mi patrulla. Uy, sí, guau, cabana. Đây mình được luôn nguyên bộ rất thân cương. Mình thấy mình hôm nay mình may mắn quá các bạn ạ. Giáp này, giáp gì? Không. Bây giờ lấy gì nữa đây? Đây. Trắng chân thật gì thế nhở? Thì cái này thì còn được cái lốc rồi, còn được rồi đó. Hi. Lần đầu mà cũng bị thua, biết lần cuối là thua không?
¿no? Pues hoy, 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 hoy. ¿Qué te leen con todo lo que es? Me va a mình đang nhìn đây có phải sự thật không các bạn? Sao mình thấy sai sai cái gì đấy? Được thêm một máu vàng. Mình thấy thế này mình hết cùi rồi đó. Game. No, các bạn ơi,
sao? Sao có thể thế này được? Rồi, chết quá đi. Không biết mình phải làm cái quái gì. Ôi trời ơi, mệt quá rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mình vẫn phải chơi thôi. Bây giờ còn cái gì? Cái gì nữa đâu mà không với sầu. Tôi thích rơi xuống đây thì kề tốt. Ôi ơi, ôi ôi đó. Cho dù em lắc cờ đâu? Ơi lắc cờ đâu? Bác này chắc là mình không chơi lắc cờ. Vừa vào đã có đồ ngon rồi. Thế này chắc là vào sau. Buồn quá. Ý một cái hang. Lại thêm một cái gương toan đô xị. Bây giờ không biết còn cái gì nữa không? Mình để mình còn lấy hết xem xong. Ê, chán quá nhỉ. Một cái giày vàng. Thanh kiếm sắt xong. Luôn. Một quả táo vàng. Thank you.
Có kim cương và có nhà xịn, có đồ kim cương rồi, có một trang tên kim cương hôm nay mình xịn đấy. Úi dồi, mấy trang tên kim cương nhưng mà là áo kim cương chết mà áo kim cương. Sao hôm nay mình số đỏ thế nhỉ? Quần kim cương các bạn ạ. Ôi giời ơi, hôm nay là mình số đỏ nhất thế gian luôn. Không còn kim cương nữa, đi tuần tra kim cương. Kiểu là có kim cương. Úi giời, may. Giờ mình chạy thôi. Phải chạy. Nó cái con thằng này mày mạnh quá, mày mạnh quá. Cái trò này đúng nhất thế đúng mày, tao thấy vô lý quá các bạn, mình thấy vô lý vô cùng. Cảm ơn mày nhá. Để sau ta sẽ cho mày chơi. Hình như là không để nó mặc ai giáp. Úi ôi, úi ôi, úi tròn tròn luôn. Này mình rơi. Chẳng sao. Chẳng biết sao. Ôi red. Giới hạn bỏ. New game, chơi lại game. Xbox vô đi luôn. Hello, mình đang là nhất đây các bạn. Mày, tao ghét mày này. Mày ở Trung Hàn Quốc hay Trung Quốc đúng không? Mày, sau lưng mày tao biết là mày ở Hàn Quốc hay Trung Quốc. Tao chẳng cần ai nhắc, mà tao vẫn biết là tao có kim cương rồi các bạn ơi, kim cương. Đồ thông thái của kim cương rồi. Chứ gì đã được đồ xịn nhất của cái loại kim cương. Chính là quần. Áo kim cương các bạn ạ. Lắp sắt không cần. Quần. Hôm nay mình cũng đỏ này. Được một con cá. Cá này là để làm. Cá này để làm cái quái gì đây các bạn? Bạn nào biết cho mình thêm ý kiến cá. Mình không hiểu con cá rổ phí này để làm cái quái gì luôn. Mình chỉ biết là mình vẫn nên đi truy nó bởi bọn đó thì sợ quá.
thể sợ, nhưng mà mình là mình giàu quá, giàu sợ luôn. Mua giày này vào. Xe mình có thắng lại lên level nhất của map này không? Lại có con cá thúi. Ây, tất cả mọi người biết con cá này để làm gì không? Để mà quý giá, quý trọng. Thì mình đi đào, đào kiếm được gì đấy chứ đấy. Trời ơi, lúc mà đập lần đầu thì người ta thương lắm, đập lần sau thì chẳng có nó xịn bằng ấy. Chắc còn mình thấy linh tinh vớ vẩn nữa nhỉ. Mình thấy mình rất yêu ok. Chắc là sang level tấn công. Bây giờ mình sang mắt luyện tấn công rồi. Chán nhỉ. Ở đây bây giờ chẳng có cái ý nào. Mình quên mất rồi. Ender bạn chán quá, ở đây có bố rồi. Đây có gì không? Thứ thật kỹ, mất một thứ là chết cả lũ quá. Cẩn thận. Cái này là cái này mình lấy được. Ôi không sao, việc cái mũ này là được rồi. Tôi không phải đối thủ mình lại tìm ở đâu. Một khi cương đã mất rồi. Chưa tắm mà tắm chưa? Ăn lâu rồi. Kia ta sẽ giết chết mày. Nếu mày không lộ mặt ra đây.
tiền. Em được tiền không? Mãi mình chẳng thấy tiền. Buồn quá các bạn ơi. Cố gắng mà tưởng vào chơi được mắc đấy là được có tiền. Ai ngờ đâu không có tiền ở đây các bạn ạ. Cố gắng thắng bao nhiêu năm bây giờ chỉ còn cắt mũ cho tàn. Thế nha. Mình chắc mình